Dẫn anh em kẻ vảy cá nè, kỹ hơn nè. Rồi đầu tiên là anh em phát cái đường dọc thân của nó nè, cái đường này, cái đường đi theo cái bề con cá hướng xuống anh em, thì cái đường cong nó sẽ hơi bẻ đi xuống đấy. Những cái đường anh em nó đi xuống là đi xuống, đi theo bao theo cái thân, cái sườn lưng nó sẽ là cao nhất nha, nó đầu xuống đấy. Bây giờ anh em kẻ thêm cái đường dọc nữa đấy, kẻ thêm cái đường dọc, anh em hình dung ra thật thấy cái khối của con cá chưa. Đấy, bây giờ anh em chấm điểm đi. Mấy chỗ cắt sẽ là những cái điểm khác. Đấy, rồi giữa trống hai cái sẽ là một điểm nữa. Đó, sẽ là một ô, sẽ là con 5 điểm như thế. Đấy. Rồi bây giờ anh em nối nó lại nè. Đó, nối nè. Đấy. Đó, nối lại nè. Đó, rồi, tí là anh em cứ nối theo những cái đường phát sáng con cá. Rồi bây giờ anh em sẽ đặt một bông hoa sen vào này. Anh em vẽ cái đường vòng tròn của hoa này. Đó, vẽ cánh cho nó này. Anh em phát từ từ này. Đó, cái cánh này, những cái cánh sen này. Khi mà sen nằm riêng, sen vào con cá là vì làm cho nó phù hợp với con cá nha anh em. Đấy. Đấy. Đó, cái hoa sen bây giờ thấy mít sóng nước này, con cá đổ xuống thì sóng nó cũng thể đổ xuống này. Làm ít lá rơi này. Không ít lá rơi cho nó thoáng cái hình này. Sẽ nằm chìm dưới cái vây cá này. Rồi thấy mít sóng nước cho nó từ trong hết ra này. Cá hướng xuống thì cái sóng nó bị tạt theo hướng nó luôn nha anh em. Đó. Đấy. Đó, thêm một ít sóng trước miệng nó hết xuống nữa. Đó. Đấy.